Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, kỷ niệm 107 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta càng thấy tầm vóc và đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng phát triển đất nước. Với quê hương Hưng Yên, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù bận nhiều việc quốc gia, song Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn hướng về quê hương Hưng Yên bằng những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Chính sự quan tâm và nguồn động viên to lớn này là động lực để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, phát huy lợi thế xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp. Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Linh là gắn với cách mạng miền Nam. Những bước ngoặt lịch sử của cách mạng miền Nam, nhất là từ khi mà ông làm trong Trung ương Cục, trong xứ ủy, và thể hiện rất rõ những cái quyết tâm, trí tuệ, mưu lược trong cái việc thực hiện cái đường lối kháng chiến cứu nước của chúng ta, đặc biệt là vấn đề dựa vào dân. Cái này là quan trọng lắm. Ta nhớ là Tổng Bí thư Nguyễn Linh là một tấm gương mẫu mực về dân vận, cả đời gắn bó với dân, mà đồng bào miền Nam trong gian khổ đi trước về sau, đầu sóng ngọn gió như thế đấy mà giành được chiến thắng đấy, chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà trong đó có dấu ấn không thể nào không nhắc đến của đồng chí Nguyễn Văn Linh khi còn là người lãnh đạo chủ chốt trong Trung ương Cục, trong xứ ủy, rồi sau này là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là Tổng Bí thư của Đảng. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã 6 lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí còn thể hiện sự quan tâm với quê hương bằng những lá thư, bức điện, những lời dặn dò động viên và thăm hỏi ân cần tới Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong từng bước phát triển của quê hương. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Tháng 11 năm 1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 14 vinh dự nhận điện chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Vì lý do sức khỏe, đáng tiếc tôi không thể về dự đại hội đại biểu của tỉnh được. Xin gửi lời chúc mừng đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Tỉnh ủy sẽ xây dựng mọi mặt của tỉnh nhà thật tốt, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc. Nội dung bức điện vừa thể hiện lòng mong muốn, vừa là lời căn dặn của đồng chí với quê hương, đồng thời cũng là động lực thôi thúc Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Hưng Yên giàu mạnh. Từ tỉnh xuất phát điểm thấp, đến nay tỉnh Hưng Yên đã phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên vào tháng 12 năm 2021, phát biểu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Trong những năm đổi mới gần đây, Hưng Yên chúng ta cũng vẫn tiếp tục phát huy được cái truyền thống văn hiến và anh hùng. Những kết quả thành tích nêu trên của Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ phát triển chung của đất nước. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả thành tựu và đóng góp to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, hơn 2.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng là danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay.